Cái này chạy hơi em, cắt cắt hơi này cho nó quay á. Đây đây cắt hơi. Cắt hơi về mua cái. Đây, anh em Trung Quốc đang đang tìm hiểu. Xe của anh em trai nha. Đây bên anh đang nghiên cứu tham khảo xe, tại vì cái này là đưa ra Việt Nam mình chế lại cái sản phẩm cũ mà của bên hàng xe cũ á, là nên mấy anh là nghiên cứu làm sao mà sau này sẽ sản xuất được hàng, nhiều. Đấy. Quay cho em ạ. Đây nó mặt lên quay cho em. Lò nó lưu rồi. Rồi giới thiệu cái này.